Bây giờ đua nông dân triển tụ cam nằm cam chấu xiêm tòa mài trà tình, cắp dỉ tỏ khoa học kỹ thuật bịa chuồng màng cầu trùng biểu hồng má mải nghiêm bảo lâm, bê trùng chuồng trình xiêm tẩy bung, buôn diều sành hiệu quả kẻ tình hăng. Ông Hoàng Trọng Dũng, Diêm Lăng Sơn Hồng, Gia Cát Xã, Cao Lộc Quỳnh, đã tô kín bê, dê xiêm bê nông dân Việt Nam, chờ nhận xuất sắc nhãn thìn nghỉ chìm nhảy. Tứ nhãn dê thìn chua bê chua chìa phẩy, ông Dũng đã thể liệp tú mô hình chuồng piêu các tỏi ủi sung. Thảo nhãn dê thìn chua bê chua chìa pít, ông chùi quỷa chuồng trùng mắc hồng má mải nghiêm bảo lâm, các tỏi dung chay phùng hôn. Trái cam này hút miền ông, thông chuồng trùng bẹ co. Thảo trà hút miền ông Dũng mải hơn chiết bé trùng má hồng má mải nghiêm bảo lâm. Cáp chiết bé trùng bẹ co, to ruộng siêu nhập phát bé chịu nằm nhàn dâm nhẳng. Dìa đã lo hưu cáp lo tu keo liều mạng cầu trùng hồng má mải nghiêm bảo lâm. Bùn tiết chỉnh hằng, diệu tháo bé dìa tiệp tùn lo hưu, dân chuồng trùng bẹ co. Dìa chay tỏ khoa học kỹ thuật bịa mạng cầu trùng bẹ co, y chắn bẹ co chẳng biêu chăm. Dìa sẽ tiếp tùn tụ này liều trùng bẹ co phun xỉu sành hang hơn thêm các tỏ búa mốt tỏi chấu liều mai nhàn sử lồng hin tu hồ kìn tẩy bung này. Nam bươn mua tỏi diêm tẩy bung xả cả nhịa thiếp bèo thồng trưởng thêm có trùng quả mèo lại tỏi năng đòi tây sầm men cảm cắt biêu qua phản chiều. Si chuồng chiết có hỏng sở hùa này, mua tỏi mải khâu má tú nhàn trả hằng, má ổn tình, ảnh khăn to chết hay mải, vậy nay tỏ Nguyễn Thị Hội, Diêm Lăng Nà Hán, Tân Liên Xã, Cao Lộc Quỳnh, đã coi chiết cơ sở lo mai hỏng chuồn màu hùa, bút mua tỏi nông dân. Hái mua bếp siêu hải dùng, bèn bún mũi hoi cơ sở hút miền tỏ mai thảo chậm thiên chan chuồn màu hùa có hồng, liều mải chết có xanh thành phố Khàn Lành. Mũi nhẳng cơ sở siêu mai chuồn màu hùa hút miền tỏ này, tỏ ruộn siêu nhập hơn phàm bé chịu nam nhàn. Má tàn chầu kẻ tình giỏi, tỏ hội thông liệm nhau cắp cổng xì hội, xì chẳng băng đỡ các hội viên buồng khâu. Cáp sự dễ khe này, thăm nhàng quỳa tỏ xì chẳng tu hội nông dân xã, bầu bê hua nông dân mài mình tàu biển biểu, cam nằm cam chầu công chầu nhắn, kinh doanh làm phảo chầu phủ quẩy. Siêu tàu dìa bột mốt tỏi chuồng khoa miêu, xì má mải tóng mày, chủ tỏ xì hay mày, xì nhàn chá mà hòn tình. Dìa đã nhâm con siêu mai chuồn mẫu hùa cun mốt tỏi, dìa mà tẩy bung xà, băng mốt tỏi. Mai sủ hùa cắp nhàn trà ổn tình, liều kẻ tình mốt tỏi, càng hoi càng mình pháo. Y chẳng hội nông dân Cao Lộc Quỳnh mài hơn chậm nhảy tin hội viên, tham gia sinh hoạt diêm bé chậm phẩy cơ sở hội. Liều đâu dài đi đâu chầu nhằn kinh doanh giỏi tu tỏ chết căng. Hội nông dân Cao Lộc Quỳnh đã tỏ hàng công xì tùn thông, liềm nhau tỏ bùa có mô hình chầu nhằn kinh doanh giỏi mà hiệu quả. Tổng nài mai thân kéo cây băng đỡ nông dân hăng, sử lồng hiệu quả quỹ băng đỡ nông dân có các cáp lầm chuồng nhàn quỹ hơn y lành cứu tỷ năm nhàn. Buôn phát bé hua hội viên tụ ca, liêu chầu căn có dự án ủi dung chuồng đẳng. Chầu nhàn trà hùa thầy liệp, chầu chiết tầm mờ hùa, tổng nài tụ huấn chủy giao khoa học kỹ thuật, buôn có hội viên nông dân. Nhớ ấy này thảo trả lầm quỳn mài hơn ưng tin hua, đạt mình bùa nông dân chầu nhàn kinh doanh giỏi có cấp. Các chàng liệp tụ phải chiếp lũa mô hình kẻ tình tầm chuồng hiệu quả. Tụi mình có tẩy bung mắng có mô hình, quân nhìn vua chuồng trùng hồng vành khuyên, trùng hồng báo lâm to mai lồng, dìa đã cam chuồng trùng hồng vành khuyên, thải trên hình chật, dìa đã chuồng chiếp trùng, găng này có mũi hằng, chuồng chế chiếp trùng, phát bia bia nhằng, dìa chuồng tụ phản phép trùng hồng. Cái nhìa trùng hồng bếch dìa thồng chuồng thêm trùng biểu lam, trùng biểu lăng, trùng bẹ co, các chấu dịch vụ. Chân hàng bếp hoa miền kia, chơi siêu tu phẩy bẹ, thống bẹ chiều năm nhàn. Siêu tháo di bô tiệp tùn tò hàng hiệu quả đầu xài đi đâu chấu nhắn kinh doanh giỏi, liềm hiệu tò hàng chất lượng, thầy viên trùng chuồng căn hải dung, căn tình hùng quyến này, chấu xiết sùa chuồn mẫu, mai kha danh trang diêm hay, bên trang tây bung chào nhắn hồng hùa tròn chun bên lại bác buồn bịa cổng xỉ thầy liệp lang chàng chăng các thầy liệp tổ chức hồi càng hoi càng chiên hin.
đầu sái nông dân đi đâu chầu nhằn kinh doanh giỏi trình dùn kít chầu phủ quẩy cáp giảm trầm trên bìa đã bình trang nông con pong khá khuyền bùa hội viên nông dân dịa khá huyền hay đi đâu chầu công chầu nhằn lo mài hùa kìn bùn kẻ tình chuồn mẫu tò mài trường hủng chầu căn nghị quyết duẩn phan tò mài ngành chầu nhằn chuồn mẫu diêm đảng này băng bướn trên hù bịa sự tò mài kẻ tình xã hội cáp xỉ thể liệp lắng chẳng xiang diêm tẩy bùng.